Xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh giới thiệu sản phẩm của Thiên Hà Audio. Hôm nay chúng ta sẽ thử nghiệm một sản phẩm đến từ Rozer Audio, đó chính là chiếc âm ly Sphinx V3. Đây là chiếc âm ly quen thuộc với nhiều người chơi âm thanh trên thế giới bởi vì nó có mức giá không quá cao và được sản xuất tại Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ thử nghiệm chiếc âm ly này với những cái đôi loa mà có mức giá cao từ gấp 2 đến gấp 3 lần đôi loa để xem năng lực kéo loa của chiếc âm ly này ra sao. Và xin mời quý vị theo dõi bài giới thiệu ngày hôm nay. Rozer Audio vốn nổi tiếng với những sản phẩm có mức giá rất là phải chăng và thường được sản xuất tại Mỹ. Thì đây cũng là một sản phẩm như vậy. Ngay từ phiên bản V1 được xuất xưởng vào quãng năm 2014 thì họ đã được chuyên gia từ những tạp chí như là Stereophile hay những tạp chí khác đánh giá là có giá trị âm thanh rất cao, tức là những gì mà chúng ta trả tiền chính là chất lượng âm thanh của sản phẩm. Tuy nhiên nó cũng có những cái hạn chế nhất định và hôm nay thì chúng ta sẽ phân tích những cái hạn chế và những cái ưu điểm của sản phẩm này. Về hạn chế thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một chiếc âm ly có giao diện trình bày trông nó rất là đơn giản. Từ phiên bản V1 đến V3 nó gần như không khác gì nhau cả. Nó không có phần màn hình hiển thị, nó cũng không có nhiều chức năng, không có kết nối mạng đấy, cũng không có wifi, không bluetooth, rồi cũng không có USB. Những gì chúng ta có là phần phono, phần headphone và ba đường line sử dụng cái jack cắm là RCA và balance và volume. Đấy, ba cái núm xoay này và cái nút ấn nguồn đây. Thì có thể gọi là cái giao diện này trông nó rất là đơn giản, nó không có gì bắt mắt cả. Nếu mà để trưng bày thì nó không có một cái gì đặc biệt. Thêm nữa là cái gia công của thiết bị này nó chỉ ở mức trung bình thôi. Nhưng mà cái ưu điểm của nó là nó được sản xuất tại Mỹ với mức giá phải chăng, đó là chỉ khoảng 37 triệu đồng. Và ở bên Hoa Kỳ thì nó bán khoảng tầm hơn 1.500 đô. Và thêm nữa đây là một cái âm ly có mức công suất khá là mạnh mẽ. Nó có mức công suất là 100W x 2 ở trở kháng 8 ohm và lên tới là 200W x 2 ở đường trở kháng 4 ohm, thì đây là một cái mức công suất có thể gọi là rất mạnh mẽ trong tầm giá. Thêm nữa là họ sử dụng một cái cấu trúc mạch line, tức là mạch công suất là mạch class D, hiệu suất cao, chất lượng âm thanh rất là tốt. Và họ sử dụng là bóng đèn là 12AU7, cho nên đây là một chiếc âm ly mà nó có cái sức mạnh về việc khuếch đại và nó có được một cái chất âm có thể gọi là rất là tốt ở trong tầm giá. Âm thanh thực sự là hay ở trong tầm giá và khả năng kéo loa của nó cũng rất là gây ngạc nhiên khi có thể phối ghép được với rất nhiều các thương hiệu khác nhau ở một số tầm giá khác nhau, và nó có thể phối ghép với những cái đôi loa có mức giá cao hơn cả chiếc âm ly này khá nhiều. Thì có lẽ ưu điểm của nó là nó có âm thanh rất tốt, còn cái hạn chế của nó là về phần gia công và nó rất là ít chức năng. Những gì chúng ta trả tiền chỉ là về âm thanh của cái chiếc âm ly này thôi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng hai đôi loa khác nhau để thử nghiệm. Thử thách đầu tiên sẽ là đôi loa quen thuộc đến từ nhà JBL, đó chính là L100 Classic. Đây là phiên bản Mark 1 và được hoàn thiện màu Black Piano đen bóng, trông rất là đẹp và sang trọng. Thì đôi loa này có mức giá là 80 triệu đồng. Đôi loa này là một đôi loa có cái độ nhạy cũng tương đối cao là 90 dB trở kháng 4 ohm và nó sử dụng kết cấu là 3 đường tiếng trong một cái hình dáng chúng ta có thể gọi là loa thùng. Nó sẽ phù hợp với những gian phòng theo Hải Sơn nghĩ là khoảng dưới 40m2. Và nó có cái woofer 30cm, cho nên cái tiếng trầm của cái màng loa woofer lớn nó vẫn có cái nét khác biệt. Giải trung âm thì sẽ là do một cái loa này, màng giấy và tweeter titanium. Và họ có thể cho phép mình điều chỉnh được cái cường độ âm thanh của loa trung âm và cái loa giải cao thông qua cái núm xoay, và nó sẽ can thiệp vào cái phân tần và giúp cho âm thanh được dâng đều lên, được to lên một cách đều đặn. Đồng thời chúng ta có cái lỗ thoát hơi ở phía đằng trước, nhờ vậy mà chúng ta có thể bố trí loa này một cách rất là linh hoạt khi nó phần nào có thể để được gần tường sau hơn. Và chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo. Nói đến đai audio thì có lẽ là rất nhiều người đã biết rằng là loa đai audio chưa bao giờ gọi là loa dễ kéo hay là có thể dùng âm ly quá nhỏ để mà phối ghép. Thế cho nên nó mới là một thử thách. Dòng đai audio Contour 20i là một cái đôi loa bookshelf có chất lượng rất là cao, có thể gọi là đây là một trong đôi loa bookshelf rất là hay. Nó sử dụng một kết cấu hai đường tiếng và nó sử dụng cái lỗ thoát hơi phía đằng sau. Chính vì vậy mà chúng ta nên đặt loa này cách tường sau. Thêm nữa nó có độ nhạy không phải là cao, 86 dB trở kháng 4 ohm. Và vì vậy chúng ta cũng cần những cái âm ly có mức công suất tương đối là mạnh mẽ để có thể kéo ra được hết tiếng của nó. Nó sử dụng một cái woofer như thế này, có đường kính khoảng 16,5cm và một tweeter đom lụa có cái đường kính là khoảng 2,5cm. Thì cái chữ Y hậu tố ở đằng sau, đó tức là phiên bản nâng cấp so với Contour 20 bình thường.
thì họ nâng cấp những cái màng chống rung ở phía đằng sau cái màng loa chép này. Rồi cái woofer này thì cũng là một cái woofer dùng vật liệu là MSP. Thì đây đều là những cái củ loa có chất lượng rất là tốt, và sản phẩm này đương nhiên rồi, nó được sản xuất tại Đan Mạch. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe âm thanh từ những bộ dàn này. Not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. In this house just ain't no home. Anytime she goes away. Qua hai thử thách kéo loa 80 triệu và loa 120 triệu thì có thể thấy rằng năng lực trình diễn âm thanh của chiếc âm ly 37 triệu Rode Audio Sphinx V3 cũng khá là đáng nể. Đó sẽ là một sản phẩm dành cho những ai muốn một cái sản phẩm được sản xuất tại Hoa Kỳ bởi một thương hiệu của Mỹ và có mức giá phải chăng, và không quá quan tâm nhiều đến phần hình thức bên ngoài. Thì quý vị hãy tới Thiên Audio để nghe thử và tham khảo sản phẩm này. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các clip lần sau.